Cháo đậu xanh nấu với tim gà. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Anh vào bếp. Bếp nhà Lan Anh hôm nay nấu cháo đậu xanh với tim gà. Để nấu món cháo này, Lan Anh chuẩn bị ở đây là 200 g cơm nguội đã bỏ vào trong tủ lạnh để dành ở trong ngăn đá các bạn. Ở đây Lan Anh có 50 g nếp, 50 g đậu, đậu xanh bóc vỏ. Nếu mà các bạn có đậu xanh cà làm hai rồi mà chưa bóc vỏ thì các bạn nấu sẽ rất ngon. Nhưng vì bây giờ trong nhà mình có đậu xanh bóc vỏ nên mình nấu đậu xanh bóc vỏ. Ở đây mình có 350 g tim gà. Là một cái hộp tim gà như thế này. Lan Anh mua ở trong siêu thị Vinmart. Nhưng mà tí nữa thì chắc Lan Anh nấu không hết chỗ này đâu. Vì cái này nó hơi nhiều hơn. Bữa nay ở nhà chỉ có hai người ăn. Nên thành là Lan Anh sẽ để bớt lại. Chắc nấu khoảng 200 g. Còn ở đây Lan Anh có một cây hành lá, vài củ hành tím và hai quả ớt. Mình cùng vào bếp nha. Sau khi mà vo sạch đậu xanh rồi các bạn, với lại nếp đó, vo sạch rồi thì Lan Anh chế vào đây nước sôi vừa mới nấu đó, ngâm khoảng nói chừng 10 đến 15 phút để cho tí nữa mình nấu nó khỏi bị dính ở dưới đáy nồi á. Còn cái cơm nguội này Lan Anh vo sạch rồi, bây giờ để cho ráo. Giờ mình đi ướp cái này. Để ướp cái tim này hồi nãy mình cắt làm rửa sạch, cắt làm hai á các bạn. Bây giờ để ướp cái tim này thì Lan Anh sẽ bỏ vào đây là 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/4 thìa cà phê bột ngọt, 1/4 thìa cà phê bột canh. Một phần tư thì cà phê tiêu, tiêu xay. 1/2 thì cà phê đường, hành tím. Cháo thì Lan Anh sẽ nấu bằng nồi cơm điện. Là nồi cơm điện à. Đây các bạn, nồi không có gì hết. Mình rửa sạch, tráng sạch và bỏ vào. Mình chế vào đây cái nước mà hồi nãy mình nấu đó các bạn. Lan Anh bỏ vào đây cái cơm nguội. Bỏ nếp. Bỏ đậu xanh vào các bạn. Bây giờ mình bật nút nấu. Mình không có nước, hồi nãy là cũng nước nấu nóng, nước nấu sôi á các bạn, cho nên là nó sẽ sôi nhanh, rất nhanh, cho nên mình không để vung sợ nó sẽ bị trào. Bắc cái chảo lên bếp, bỏ vào một tí dầu ăn và mình sẽ đi xào cái. Sau khi mà hành thơm thì Lan Anh bỏ vào đây cái tim heo. Bật lửa to lên một xíu. Nãy giờ được khoảng 15 phút mình thấy cái nồi cháo nó nở nếp với nở đậu xanh ra nó đặc, cho nên mình cho thêm vào đây cái lượng nước mà tùy theo khẩu vị mỗi gia đình. Nếu mà nhà các bạn ăn loãng thì các bạn thêm nhiều nước, mà ăn đặc thì chỉ thêm ít nước thôi. Nồi cháo của Lan Anh này các bạn, cháo đậu xanh này. Bây giờ Lan Anh sẽ bỏ tim vào đây và nêm nếm nha các bạn. Cháo rất là ngon, nấu bằng nồi cơm điện. Cho nó mù hết. Anh để ra đây để cho dễ thấy, chứ không hơi nó lên nó mù hết. Đậu xanh với hột nếp với hột gạo nữa búp búp rất là ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây cái tim màu nãy mình xào các bạn.
Giờ Lan Anh sẽ sau khi đảo đều á, thỉnh thoảng nồi cháo thì thỉnh thoảng mình vẫn phải đảo đều nghe, không đợi vung nồi cơm điện lại nghe các bạn, đảo đều để nó khỏi xít đó mà. Mình pha chén nước mắm để ngoài xong rồi à, nếu mà thích ăn mặn thì các bạn bỏ thêm sau cũng được, nói chung như thế nào cũng được, nếm lại cho theo mỗi nhà. Sau đó thì bỏ hành lá vào các bạn. Đây mình sẽ bỏ vào đây ít hành ngò. Nếu mà các bạn thích ăn múc, khi múc ra tô á, các bạn có thể bỏ thêm ít hành ngò hoặc bỏ thêm ít tiêu. Thêm ít tiêu vào vào cháo. Mình đã hoàn thành cái món cháo đậu xanh nấu với lại tim gà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh, tiếp thêm động lực mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.